Thôi, xin chào các bạn. Chúng ta có một cái cuốn sách ấy, ở trên thị trường Việt Nam của mình. Có một cái cuốn sách rất nổi tiếng, nó có tên đó là Tuần Làm Việc 4 Giờ. Và ngày hôm nay thì Lam sẽ chia sẻ với các bạn rằng là về cái việc là tuần làm việc 4 giờ là như thế nào. Cái cuốn sách Tuần Làm Việc 4 Giờ ấy, ở trong đó thì tác giả đó là Tim Ferriss có chia sẻ cho chúng ta ấy, đó là làm thế nào để một tuần chúng ta chỉ làm việc 4 tiếng thôi mà cái công việc kinh doanh của chúng ta nó vẫn cứ vận động bình thường, để chúng ta có thể được tự do hơn, để chúng ta có thể là đi lại du lịch, đi ăn, đi chơi hay đi bất cứ thứ đâu thứ như nào. Từ cái ngày mà ngày xưa ấy, khi Lam mới thành lập công ty, khi Lam mới bắt đầu vào kinh doanh ấy, Lam cày, gọi cày chết bỏ luôn, cày châu bò, đến bây giờ vẫn cày châu bò. Nhưng nó có một cái khác nhau, đó là gì? Ngày xưa thì mình làm và mình không thể rút chân đi đâu được cả. Mình cứ đi đâu ra ngoài cái là mình đều lo lắng không biết là công việc kinh doanh ở nhà nó như thế nào. Không có mình thì khách hàng sẽ ra làm sao này. Không có mình thì nhân viên sẽ làm việc như thế nào. Không có mình thì cái công việc kinh doanh đó nó sẽ vận động như thế nào. Nó cũng giống như bây giờ rất là nhiều chị em ở ngoài kia đang kinh doanh ấy, cứ đi ăn, đi chơi hay là đi học ở đâu cái là phải đóng cửa cái công việc kinh doanh của mình, là cứ phải đóng cửa cái spa của mình lại và đợi khi nào mình về cái là bắt đầu lại có một cái bài thông báo, đó là em đã về spa rồi nhé, các chị ơi, các chị hãy đến làm spa của em đi. Nói chung kiểu dạng như vậy. Thì những cái bạn như vậy là phải làm việc rất là nhiều, đúng không ạ? Và khi không làm việc nữa thì cái cơ sở phải đóng cửa. Ngày xưa Lam cũng như hệt như vậy, còn bây giờ thì khác, Lam vẫn cứ làm việc nhiều. Nhưng khi Lam không có mặt ở công ty, Lam không có mặt ở cái cơ sở kinh doanh của mình thì mọi thứ nó vẫn cứ vận động bình thường. Và Lam là một người bây giờ là làm được rất là nhiều công việc khác nhau, làm nhiều được nhiều công ty khác nhau mà hàng ngày mình cũng không cần phải có mặt ở đó, mọi thứ nó vẫn cứ vận hành bài bản. Thì kiến thức nó từ đâu ra, cái cách làm từ đâu ra thì cũng chia sẻ với các bạn, đó là từ những cái ý tưởng trong cuốn Tuần Làm Việc 4 giờ. Tất nhiên là phải học từ nhiều cái chương trình quản trị nhân sự, giám đốc điều hành, học từ rất là nhiều cái chương trình khác. Nhưng nó cũng bắt nguồn, cái thứ đầu tiên Lam được đọc đó là từ cái cuốn là Tuần Làm Việc 4 giờ. Đó, rất thần thánh đúng không các bạn, cuốn sách rất thần thánh. Nhưng nó có thực sự thần thánh như vậy hay không? Bởi vì là cũng có rất là nhiều người đọc và không áp dụng được. Thì các bạn ấy có chia sẻ rằng là cái này nó chỉ phù hợp với cái người Mỹ thôi. Cái ông Tim Ferriss này, ông ấy là người nước ngoài, ông ấy là người Anh hay người Mỹ gì đó tôi cũng không nhớ. Nhưng nó chỉ phù hợp, những cái kiến thức này nó chỉ phù hợp với người nước ngoài mà thôi. Tuần làm việc 4 giờ, mẹ Việt Nam làm sao làm được cái điều đó? Rất là nhiều người họ học, họ đọc và họ không ứng dụng được mà họ chia sẻ cái điều đó. Thì Nam nói với mọi người như thế này, chia sẻ với các bạn như này này. Kiến thức nó là kiến thức đúng không ạ? Áp dụng được hay không ấy, thì nó là do cái người áp dụng chứ không phải là do kiến thức. Đúng không ạ? Mọi thứ kinh doanh ở trên cuộc đời này, mọi quan hệ con người trên cuộc đời này thì đất nước nào cũng như nhau thôi. Nó không khác gì cả. Màu da nào, sắc tộc gì nào nó cũng giống như nhau cả. Nó không khác gì nhau, chỉ là do cách chúng ta ứng dụng như thế nào mà thôi. Tuần làm việc 4 giờ ở đây ấy, là gì? Đối với cái gọi là nguyên bản của tác giả chia sẻ, đó là gì? Bạn thành lập ra một công việc kinh doanh và trong đó cần những cái vị trí chuyên môn khác nhau. Và ông tác giả này ông thuê những cái vị trí chuyên môn đó khác. Đó là những cái người họ làm part time, họ làm freelance, tức là những cái người làm không có cần phải đến trực tiếp cái cơ sở, không cần phải đến trực tiếp đến doanh nghiệp, mà họ ngồi ở nhà, họ làm từ xa cũng làm được. Thì cái này thì đúng là áp dụng được khi mà những người mà mình thuê họ có trách nhiệm làm việc tốt, họ có trách nhiệm làm việc cao, họ có trách nhiệm làm việc và họ làm việc nhanh cũng như là hiệu quả thì mình thuê được. Còn người Việt Nam mình, thực sự là người Việt Nam mình, nếu mà nói về làm việc từ xa thì làm việc rất lâu. Ở Việt Nam mình có một cái khái niệm là freelancer, là những người làm việc tự do, làm một công việc chuyên môn nào đó, ví dụ là chạy quảng cáo, như là thiết kế hình ảnh, viết content hay là bất cứ một cái lĩnh vực chuyên môn nào mà làm việc từ xa, chúng ta gọi là freelancer, là những cái người đó. Thì ở người nước ngoài ấy, họ yêu công việc, họ yêu lao động và họ có trách nhiệm với cái công việc của họ, cho nên là họ làm việc thức dậy, gọi là dậy rất sớm và ngủ rất muộn. Còn Việt Nam của mình thì khi mà tôi làm việc với những người freelance như vậy, làm việc từ xa như vậy thì họ gần như là làm việc tự do mà, cho nên trưa 12 giờ mới bắt đầu dậy, đêm cày đến đêm luôn, xong ngày hôm sau lại thế. Tức là cái giờ giấc của họ nó không có được thực sự đúng với cái giờ giấc làm việc của mình theo cái doanh nghiệp bình thường của mình, cho nên là rất khó để mình có thể làm việc được những người đó. Thì cũng chia sẻ ở đây là gì? Có làm việc được với họ hay không? Ở Việt Nam mình có áp dụng được hay không? Thì áp dụng được, bởi vì tôi cũng đã là người áp dụng được. Và cái số 2 là mình cũng phải cải tiến. Một đó là làm việc với đội ngũ từ xa thì chỉ làm việc với một số lượng ít thôi, và phải chắt lọc những cái người tốt, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả cũng như làm việc nhanh chóng thì ok. Còn cái số 2 cải tiến đó là gì? Bạn phải thuê một đội ngũ
và đào tạo và xây dựng một đội ngũ làm việc trực tiếp tại cơ sở của mình. Đào tạo họ làm sao để cho họ có cái tinh thần làm việc mà không cần có bạn ở đó, đúng không? Làm việc theo quy trình, làm việc theo cái trách nhiệm, làm việc theo cái hệ thống báo cáo cải tiến. Nói chung là chúng ta phải có những cái hệ thống quản trị con người như vậy thì họ mới làm việc mà không cần có sự có mặt của bạn được. Đó các bạn nhá. Ở Việt Nam có áp dụng được cuốn sách này hay không thì hoàn toàn có thể áp dụng được, và tất cả ở đây đều là do cách bạn áp dụng mà thôi. Hãy nhớ điều đó, học cách quản trị con người thì bạn sẽ có được sự tự do. Học cách quản trị con người nhá thì các bạn sẽ có thực sự có được cái sự tự do của mình. Rồi. Nếu mà bạn muốn mình quản trị con người tốt hơn thì các bạn hoàn toàn có thể là comment xuống dưới đây, đó là tôi muốn, và Lam sẽ chia sẻ cho bạn những cái chương trình đào tạo của Lam có thể giúp cho bạn quản trị nhân sự được tốt hơn rất là nhiều. Rồi. Nếu thấy hay thì có thể comment là hay và bấm vào nút đăng ký cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Bye bye.